Canh gác nghĩa địa thường được coi là một trong những công việc đáng sợ nhất trên toàn cầu. Nhưng canh gác ban đêm tại nghĩa trang Whispering Winds lại vượt trội hơn bất kỳ nghĩa trang nào khác về độ kinh dị. Làm bảo vệ ở nơi này sẽ trở thành cơn ác mộng đối với bạn mà bạn có thể sẽ không bao giờ quên. Xin chào các bạn, mình là Lucy và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau trải nghiệm một tựa game kinh dị có tên Graveyard Shift. Nghe ghê nha anh, nghe ghê mà. Hello bạn Chem Chép, hello bạn Dan. Hôm nào anh chơi Best Parenting đi. Ok bạn ơi, hôm nào mình sẽ chơi. Có hù không anh? Game này chắc chắn là có hù. Game này chắc chắn là có hù luôn. Đồ họa khá giống Best Parenting. Cảm ơn bạn ZZ đã tặng mình 16 bông hoa hồng. Cảm ơn bạn Ahihi đã tặng mình một bánh sinh nhật. Đó, game này tên là Graveyard Shift, có nghĩa là ca trực ở nghĩa địa. Cảm ơn bạn Aki, cảm ơn bạn đã hỗ trợ mình rất là nhiệt tình. Úi dồi, lại bố nào đây? À không, đây không phải là bố, đây là cha xứ. Đây là cha, không phải là bố. I'm glad to see you. Tao rất mừng khi gặp mày. Tao chắc chắn rằng chúng ta đã thuê được một người bảo vệ rất là tốt. Tao biết là ở trong một số đêm đầu, mày có thể cảm thấy không hề thoải mái với nơi này, thậm chí là cảm thấy sợ hãi. Nhưng mày sẽ quen với nó sớm thôi. Cái nghĩa địa này là một nơi rất yên bình vào buổi tối, và mày sẽ cảm thấy rất thoải mái khi ở đây. Cái gì đấy? Và tất nhiên, mày cần phải tỉnh táo và chắc chắn rằng không ai vào nơi này. Mày cần phải biết rằng rất nhiều người nổi tiếng đã được chôn ở đây. Hãy đi đến chỗ của Johnny và Johnny sẽ nói cho mày biết phải làm gì. Anh giống Duy Lê cộng HK15. Cái hình ghê nha. Mặt ông này cấn cấn nhỉ? Ừ, mình cảm giác như ông này bị quỷ ám hay làm sao ấy. Ơ, không đi vào đây được à? Không đi vào đây được anh em ạ. Phải đi gặp Johnny. Johnny Chí Nguyễn. Đi gặp Johnny Chí Nguyễn. Johnny ở đâu nhỉ? Mày đừng bảo Johnny chui từ dưới mộ lên là thôi đấy nhá. Xong game đấy. Đấy, bây giờ anh em sẽ nghe thấy cái tiếng dế kêu, chim kêu. Mình kêu. Ơ, Johnny đây rồi. Anh Johnny Chí Nguyễn. Anh ơi. Anh ơi, Upa. Uầy, anh này cao thế. Anh này cao thế. Anh có biết người ta nói gì về những cái người đàn ông cao ráo mà đi giày to không? Người ta bảo là dài lưng thì... Ui dồi ôi anh ơi. Hình như đấy không phải là Johnny. Nghe tiếng anh kêu thôi à. Johnny ở đâu nhỉ? Mình nghĩ là Johnny ở trong này. Không phải luôn. Johnny ở đâu? À đây, mình nghĩ là Johnny sẽ ở trong này. Đúng rồi. Không phải luôn. YouTube của anh tên là gì vậy ạ? À, bạn vào cái bio của mình ở trong kênh TikTok là bạn sẽ thấy cái link dẫn đến YouTube. Bạn ấn vào cái nút đấy là nó đưa bạn đến YouTube luôn. Ui. Trong này có xác người. Cảm ơn bạn. China Dư. Ơi quá. Johnny ở đâu nhỉ? Johnny này trốn hơi kỹ. À đây, mình nghĩ là Johnny sẽ đứng ở cái đoạn kia.
Để em kêu anh em đăng ký cho anh. Cảm ơn bạn rất là nhiều ạ. Đừng nhìn sau lưng buổi tối. Cái vấn đề là bây giờ không thấy thằng Johnny ở đâu. Ô Johnny ơi, anh ở đâu? Anh hãy nói cho em một tiếng để em biết anh ở đâu. À đấy rồi. Johnny là người đàn ông trầm tính, ít nói. You must be the new night shift guard. Mày có phải là bảo vệ trực ca đêm mới không? Mày phải biết là trông cái nghĩa địa này không hề dễ dàng. Cái nghĩa địa này được trang bị camera CCTV bởi vì là ở đây chôn cất rất nhiều người nổi tiếng. Mày cần phải thường xuyên kiểm tra camera và không được cho ai vào. Tối nay, cái nghĩa địa này sẽ tiếp đón 3 người khách. They had to store the bodies of the Ghost Rock group here tonight. À, đây là một ban nhạc rock. The funeral for these will be held, and you must be very attentive at the cemetery. Okay, okay. Vậy là ngày mai ba cái người này sẽ được làm lễ truy điệu và tối nay thì chúng ta phải trông sát ba cái người này. There's something very important that the priest told me not to tell you. Có một điều rất quan trọng mà cha xứ nói với tao là không được nói với mày, nhưng mà tao sẽ chia sẻ với mày. Đó là cái bảo vệ trước đây thì đã bị chết vì lên cơn đau tim. Khi mà chúng ta tìm được xác của cái người bảo vệ cũ đấy thì mặt ông ta thể hiện một cái nỗi kinh hoàng tột độ. Tao không muốn làm mày sợ, nhưng mà tao muốn mày biết và để mày có thể tỉnh táo. Nếu như mày có câu hỏi gì hay là có bất kỳ vấn đề gì, hãy liên lạc với tao và nhớ rằng phải kiểm tra camera thường xuyên. Làm việc này gặp nhiều gián lắm anh. Anh có vẻ biết tiếng Anh giỏi nhỉ? Mình cũng biết chút chút thôi, không thể gọi là giỏi được. Gọi là kiểu có thể giao tiếp được, chứ cũng không gọi là giỏi. Ba người là ban nhạc rock, đúng rồi, ba người này là ban nhạc rock. Con gì cười nhá? Con gì nó lại cười mình? Bây giờ chúng ta sẽ phải đi vào cái phòng ở ngoài này thì phải. Có một cái... Đây à? Không phải. Đây rồi. Cái phòng này. Quạ cười. Em cười. Anh em xem livestream của mình mà cười là mình rất là mừng rồi. Có thể đem lại tiếng cười cho anh em. Nó là cái niềm vinh dự lớn nhất của mình. Thôi thì chúng ta đi về luôn. Không được... Đi về, chúng ta vẫn phải làm việc. Tí con gián khổng lồ hù anh á. Chắc thủng màng nhĩ. Ủa, tại sao lại thủng màng nhĩ vậy? Khéo bị hù. Tải game ở đâu vậy anh? Trên Steam. Bạn có thể lên Google, bạn gõ chữ Steam vào là tải được game. Có con gián trên đầu kìa. Anh em cứ dọa mình. Anh em cứ thấy mình hiền, thế là anh em dọa mình. Đây rồi, chúng ta sẽ phải vào đây. Cái người đàn ông cao ráo kia thì vẫn đang đứng ở chỗ cái mộ. Tôi cần phải đuổi ông ta đi. À, vậy là chúng ta sẽ phải đuổi cái anh cao cao kia đi. Hiền quá ha anh, mình hiền mà. Ban nhạc rock mà anh tiếng nhạc to thì phải thủng màng nhĩ. À, ra là... Annyeonghaseyo, oppa. Anh hát siêu nè, chú ai ô upa. Anh không hiểu tiếng Hàn à? Anh có hiểu tiếng Nhật không? Ohio. Ủa anh ơi. Excuse me, sir. I must ask you to leave this place. This cemetery is closed from 5 PM onwards, and I have to lock the gate. Hết cả hồn, giật cả mình. Thằng này nó đi kiểu giật dẹo là sao thế đây? Joker hả? Tôi cần phải đóng cửa cái nghĩa trang này. Đi tướng thấy ghét. Ông này say rượu rồi. Có thể đây là em trai của cái ông bố ở trong tựa game Tai Hương. Ủa anh vẫn chơi tiếp hả?
khán giả muốn mình chơi tiếp nên là mình vẫn sẽ cống hiến tiếp. Bay cả điện thoại. Sully còn đó không? À đây, chúng ta phải đi về hướng này. Ơ, cái chỗ làm việc của chúng ta nó ở đâu nhỉ? À ở kia. Free Fire không? Mình lại không biết chơi Free Fire. Rất xin lỗi bạn. Ông ấy xỉn rượu đấy anh. Có thể. Đây rồi, đây là phòng làm việc của chúng ta. Ui dồi, sao giường như kiểu dính máu ấy nhỉ? Có một cái bếp ga gì đấy. Kiểm tra CCTV. Mọi thứ có vẻ rất là bình thường. Ô cái gì đấy? Ở đây vẫn có ba cái xác này. Có một cái ống nước, nó bị chảy nước. Bây giờ là chúng ta sẽ phải đi ra cái chỗ ống nước. Cái ống nước nó ở đâu nhỉ? Chúng ta phải đi tìm cái ống nước. Anh đọc tên em đi. Bạn ơi, mình lại không đọc được kanji nhiều như thế nên là rất là xin lỗi bạn. CCTV là gì vậy mấy ní? CCTV nó là camera an ninh bạn ạ. Nó là camera an ninh. Anh chơi hay quá. Cảm ơn bạn Muichiro. À, camera hết hồn. Hello bạn Chami. Mưa rồi á. Đây, cái ống nước nó bị chảy. Tôi cần phải đi khóa cái vòi nước lại. Khóa cái vòi nước lại. À, vậy là chúng ta sẽ phải đi men theo cái đường ống nước này đến cái chỗ cái bể nước. Đây rồi. Cái gì đây? Mày có bao giờ nghe thấy tiếng quỷ nhao khóc không? Em thì em chưa nghe thấy tiếng quỷ khóc à. Anh nhau xem. Ơi. Cái gì đây? Tôi không thể tin vào mắt mình nữa. Cái gì đây? Đùa. Vừa mới đi làm ca trực đầu tiên gặp ma rồi. Anh ơi cứu bé. Bé cứu anh đi chứ anh không cứu được bé đâu. Tầm này thì chúng ta thân ai nấy lo. Tụng kinh đi anh á. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Có vẻ là ok rồi đấy. Không có gì kinh dị nữa rồi. Ủa? Cái gì đây? Tại sao lại có một ông lại bò xuống dưới đất nằm rồi? Cái nhà xác nó ở đâu ấy nhỉ? Hay là mấy ông kia chưa chết à? Hay là trong đấy có dán à? Ui, quá nhiều câu hỏi hay là... Quá nhiều thứ để chúng ta phải hỏi. Ông nằm lâu quá bị mỏi người. Em bê anh ạ. Anh em lại vào bê xác ở trong cái nghĩa địa là sao đây? Trong này là cái gì đây? À, trong này là quan tài. Cái gì đây? Ui giời ơi, Mona Lisa cái con khỉ gì giật cả mình. Vãi cả Mona Lisa. Đây rồi. Bây giờ tôi phải quay lại cái phòng. Mona Lisa bị ma ám rồi.
Mona Lisa lại còn sủa quẳng cái như thế thì ma ám rồi. Ma này là kiểu ma chó nó ám chứ không phải ma người. Bây giờ chúng ta sẽ phải đi về cái phòng trực này. À đấy, có ai đó gọi điện thoại. Yabuseo. Anh ơi, điện thoại của anh bị rè, em không nghe được. Ok, anh này hay nhỉ. Điện thoại bị rè rồi. Ma trêu rồi á. Ôi chết rồi, mình quên chưa đóng cửa. Hai cái xe ô tô này ở đây, tí nữa mình ra mình vặt hai cái cặp gương này. Mình mà vặt được hai cái cặp gương này là ngày mai mình mang ra chợ trời mình bán là mình sẽ có tiền mua game. Anh em cứ nghĩ mà xem. Ôi kìa, xe Spider-Man, cái con khỉ gì thế này. Anh này kiểu siêu nhân anh hùng hay cái gì đấy. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đi vặt. Có một ai đó đang đứng trước cửa, chúng ta cần phải đuổi anh ta đi. Bây giờ chúng ta sẽ đi vặn hai cái gương. Tại sao cửa lại khóa? Ủa, tại sao cửa lại khóa vậy? Hả? Cái gì vậy? Ủa, alo? Sao cửa khóa vậy? Sao lại... Certainly, here is the news broadcast. Your last radio news reporter here. With a bitter piece of news from the world of music, we welcome you in a tragic and... Có cái gì đấy đang xảy ra ở đây. Có một cái vị nữ tu thì nhìn rất là kinh khủng, đứng ở phía tây của cái nghĩa địa này và đứng ở trên một cái ngôi mộ. Tôi thì không dám tiếp cận bà ta. Bà ta thì khóc rất to và rất là kinh dị. Tôi thì gần đây thì tôi đã tìm một giải pháp, đó là tôi có thể làm cho bà ta khóc ít đi bằng cách niệm chú Chúa Giêsu 20 lần. À, tôi không biết bà sơ này là ai, nhưng mà tôi chắc chắn rằng bà ta không phải con người. Cái gì vậy? Bây giờ chúng ta phải làm gì nhỉ? Cửa bị khóa rồi. Ô kìa, đi ngủ á? Tại sao lại có thể đi ngủ khi mà mọi thứ nó đều rất căng thẳng như thế này nhỉ? Bà bị ma ám rồi. Ông này hài mà, dịch ghê vậy anh. Chơi Roblox The Mimic đi anh. Servalak. Mơ. Ủa, cái gì đấy? Chào vợ, cảm ơn vợ đã xem livestream của mình ạ. Anh có đăng YouTube không? Mình có đăng YouTube. Có khi có ai đó hù anh đấy. Mình không nhìn thấy ai. Ơ, có ai kìa. Có ai kìa. Cái đó là giấc mơ vô tận á. Ui. Cái gì đấy?
Anh tên gì vậy? Mình tên Lucy. Em sợ quá anh ơi. Mình cũng sợ bạn ơi. Chúng ta ôm nhau cho đỡ sợ. Ô, tại sao cái đồ ăn của tôi lại bị đổ vậy? Cửa khóa. Chúng ta phải kiểm tra CCTV. Sao anh không ôm em? Tối rồi, coi cam. Mình có ôm mà, mình ôm tất cả các bạn luôn. Đập kính đi anh. Đập kính á? Đấy, mình đập rồi đấy. Ui, thằng nào lại đi vặt cái gương xe của mình thế này? Mình còn chưa vặt, nó đã vặt rồi. Láo thật. Hình như có cái gì đó lạ lạ. Ừ, mình cũng nghĩ là có cái gì đó lạ lạ. Ờ, thôi thì việc đầu tiên chúng ta cần làm là đi vặt gương của hai cái xe kia. Thì ngày mai chúng ta mới có tiền để mua game được. Anh em thông cảm. Mình cũng muốn làm người tốt lắm, nhưng mà ai cho mình làm người lương thiện đây? Cái gì đây? Ô, không vặt được à? Game này là không chân thực rồi. Game này là không chân thực như cái game tai ương chúng ta vừa chơi rồi. Có một cái dụng cụ ở trong nhà kho. Đèn tối thế. Tối là sợ hơn đó anh. Cái bông hoa. Một cái xà beng. Cái bông hoa nó ló ra kìa. Không sao đâu anh. À, tụng kinh à? Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Xong rồi ấy sao ấy? Bây giờ cần phải quay lại cái phòng an ninh. Quay lại phòng an ninh rồi. Game này cũng chill nhở. Cũng chưa có gì đáng sợ lắm. Lại gáy sớm rồi. Lại gáy sớm rồi. Ủa, đóng cửa chưa? Đóng rồi bạn ơi. Ủa, game gì? Cần phải đi tìm cái hộp cầu chì. Cần đi tìm cái hộp cầu chì. Ok. Lỗi rồi. Rồi xong. Đi tìm cái cầu chì à? Rồi xong cắm trại thôi. Cắm trại là sao? Không đùa là sao? Ở trong kho á. Mình thấy nó bảo ở cái đoạn này. Cái cầu chì nó ở đoạn này. Ủa, mình đi đúng một vòng luôn rồi đấy. Cái cầu chì à? Cái cầu chì nó ở đâu nhỉ? Đây rồi. Chuẩn bị nè. Chuẩn bị gì? Cũng không đáng sợ lắm nhỉ. Game này cũng rất là... Em xin lỗi ạ. Em xin lỗi. Em không biết là em vừa làm gì sai. Nhưng mà... Không biết là anh chị nào vừa hét. Có gì tha thứ cho em. Em streamer mới. Em... Thôi em... Anh chị dơ cao đánh khẽ cho em xin ít follow. Vâng ạ. Ơ, đi đâu đây? Em sợ anh ơi à? Anh cũng sợ, vợ ơi. Anh sợ lắm. Sao vai tôi nặng vậy? Ui, anh em đừng dọa tôi thế.
vai nặng là chỉ có Phong Theo mới nặng thôi. Đây rồi, chúng ta đã về được đến đây rồi. Đóng cái cửa này. Đóng cửa. Check camera. Khá là chill. Ô kìa. Hai cái xác nó lại bò xuống dưới đất rồi. Hai xác rồi anh ơi. Cái gì đấy? Cái nhà xác nó ở đâu ấy nhỉ? Cái nhà xác nó ở đoạn này. Hay là tôi đi lạc nhỉ? Tôi đi lạc rồi anh em ạ. Tối quá tôi không nhìn được một cái gì hết luôn ấy. Nó chui ra khỏi bao á. Anh đi săn Hồng Hải Nhi thôi, không săn cái đấy đâu. Cái đấy nó không phải sở trường của mình. Hello bạn Spider-Man. Anh không biết rồi sao em biết được? Mình đang đi tìm cái lối vào. Đây rồi. Đây. Đấy, chó sói đồng cỏ. Đóng cửa này. Bây giờ chúng ta sẽ vào đây để kiểm tra xem là cái xác nó như thế nào. Này, tôi hỏi thật hai ông nhá. Hai ông chết rồi hay là... Hãy tìm lối thoát. Nếu mà anh em để ý thì đây nó chỉ là hai cái túi thôi. Hai cái xác trong này nó đã trốn ra ngoài rồi. Nếu mà có xác thì nó sẽ như này này. Còn đây là hai cái túi. Hai cái xác kia nó đã đứng lên nó đi đâu rồi ấy? Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà. Cái gì đây? Chúng tôi sẽ không bị chôn ở đây. À, vậy là hai cái xác kia vẫn còn sống à? Bức tranh đâu anh? Bức tranh đâu nhở? Bức tranh biến mất rồi. À! Cái gì đây? Bình tĩnh. Không sợ đến mức đấy đâu. Mày cứ làm quá lên chứ không có đáng sợ đâu. Game này là game hài. Game này là game hài thôi. Sao cửa lại khóa nhở? Trong này nó là cái phòng hỏa thiêu. Ui. Bây giờ thì có dìu rồi. Ma nào vào đây nào? Tao cân hết. Vào đây. Ôi. Em xin lỗi ạ. Em lỡ mồm. Chị tha cho em ạ. Chị ơi, chị tha cho em, chị ơi. Chị ơi. Chắc là nó đứng đấy nó không dọa mình đâu, nên là thôi. Tưởng thế nào? À! Yamete kudasai. Ôi trời ơi, bây giờ lại ở đâu đây? Bây giờ thì cần phải gọi điện cho Johnny. À, gọi điện cho Johnny. Bây giờ chúng ta sẽ phải quay về cái phòng trực an ninh. Cái con ma nó đứng ở đây nó đâu rồi nhỉ? Suýt rớt điện thoại. Đây là game hài. Những lúc như thế này chúng ta chỉ cần nở một nụ cười thật tự tin. Anh em vẫn còn cười được à? Tôi sắp khóc đến nơi rồi đây này. Em nốt rồi. Ba cái xác mất tiêu rồi anh. Bạn Muichiro bạn cứ... Em chào anh.
Anh là ai nhỉ? Anh ơi. Ô. Sao có anh da đen trong phòng của mình là sao đây? Lạ thật. Gọi điện cho Johnny. Đọc chuyện gì mai Hello? Chuyện gì mai? Mr. Johnny, there's a problem. What's going on there? I just realized that the bodies are not in their place. What should I do? Tôi vừa nhận thấy là mấy cái xác đã biến mất, Johnny? Tôi phải làm gì? Ông Johnny! I can't hear you. Can you hear me? Ông có nghe thấy tôi không? Oh, Jesus! Chết rồi! Ui! Cái gì đấy? Nó làm cái gì đấy? Nó làm cái gì đấy? Sợ quá thì mình đi ngủ đi anh. Ảnh núp dưới gầm giường đó. Nó làm cái gì nhỉ? Ô kìa. Chết rồi. Có vẻ như có ai đó đang đào trộm mộ. Cần phải kiểm tra. À, kẻ đào trộm mộ. Bây giờ chúng ta cần phải đi kiểm tra xem là cái thằng đào trộm mộ đấy nó đang ở đâu. Nó đào mộ à? Có lẽ nào chúng ta phải quay lại cái phòng an ninh kia để kiểm tra không? Không thấy luôn. À đây này. Ui. Hắn ta đã đào trộm cái mộ này. Ồ, có một cái gì đó. Cái quái gì đang xảy ra với cái nghĩa địa này vậy? Tôi cần phải rời khỏi đây ngay lập tức. Vậy là nó đào xong cái đấy rồi nó chui xuống nó nằm luôn hả? Nó đào xong cái mộ kia rồi nó xuống nó nằm luôn, nó đợi mình ra để nó hù. Anh phải cẩn thận vì có thằng đi sau lưng á. Anh em đừng dọa tôi nha. Anh em đừng dọa tôi. Ô sao cửa này lại khóa rồi? Có lối khác không nhở? Ô hay. Chết rồi, bây giờ làm sao đây? Bây giờ anh chỉ có cách là chạy rồi bị nhốt ở ngoài luôn. Là hài giữ anh. Thằng đó khóa rồi. Có lẽ là chúng ta phải rời khỏi đây. Kiểu như là nhảy. Tôi sẽ không ở đây thêm một giây phút nào nữa. Tôi sẽ rời khỏi đây. Cửa khóa. Cái cửa đã bị khóa rồi. Thôi xong. Ui. Hãy quay lại cái phòng an ninh. Ma đằng sau kìa. Đúng rồi đây này. Nhiều ma lắm đây này. Quay lại phòng an ninh. Hết cả về luôn. Chạy lẹ á. Mình đang chạy đây. Mình đang chạy đây. Nó mở cửa được là hết. Ơ, nó khóa mà. Cái cửa đấy là nó khóa mà. Ôi dồi ôi. Phải làm gì nhỉ? Nhỏ kia làm cái gì khó coi vậy? Cảm ơn bạn like đã follow mình. Ủa làm cái này phát ra vậy?
Có ai đó ở trong nhà thờ. Chúng ta cần phải kiểm tra xem. Có ai đó ở trong nhà thờ. Qua húp đi anh á. Anh không để ý à? Không để ý cái gì hả bạn? Con ma đó di chuyển á. Ô, con ma đâu rồi nhở? Tôi quá già để bị ma nó hù cái này rồi. Có thể chơi cái game nào chiêu chiêu một tí được không? Cái gì đây? Chúng tôi, những cái người mà bị chôn ở cái nghĩa trang này, có một cái thông điệp gửi đến bạn. Đã rất nhiều năm rồi, một con quỷ bị chôn ở đây. Cái con quỷ này thì tra tấn linh hồn của chúng tôi. Và bây giờ bạn cần phải tiêu diệt cái con quỷ đó để cứu chúng tôi khỏi cái sự tra tấn này. Nếu không thì một cái chết kinh hoàng đang đợi bạn. À, vậy là bây giờ từ một anh bảo vệ bây giờ đổi sang chú thuật sư luôn hả? Hãy đi theo cái dấu chân. Vãi, anh này anh có ba chân hả? Hai chân ở hai bên và một cái chân giữa ở giữa. Cười banh chém chép là xong anh em. Bye anh em chạy, tối gặp lại anh. Ok nha, cảm ơn các bạn. Đi theo dấu chân, quên. Đi theo dấu chân. Ông này ông có ba chân luôn mà. Đi theo dấu chân. Thế ngoài đời anh có sợ không? Mình không sợ bạn ơi, mình không sợ đâu. Game này nó là game hài, nó không phải game kinh dị. Ơ, đi đâu ấy nhở? Đi đâu đây? Ui, có một cái dụng cụ gì đấy có thể giúp tôi phá cái khóa này. Chúng ta sẽ phải đi lấy cái xà beng. Mà có chân giữa, hai chân kìa. Nhìn cái chân thứ ba muốn há là sao? Hài dữ chưa? Cảm ơn bạn dưa lưới đã follow mình. Cảm ơn bạn rất nhiều. Bye bye Aki nha. Đây rồi, chúng ta sẽ cậy cái cửa này ra. Ui ôi, thô bạo thế. Rồi. Ma có chân hả? Có mà, bố em ngồi cạnh á. Ơ, thì có ba cái dấu chân còn gì nữa. Ba cái dấu chân thì hai chân hai bên và chân giữa ở giữa thì là gì? Đúng mà. Có vẻ như là có một cái điều gì đó quan trọng ở đây. Cái gì đấy? Cái gì đấy? Taylor 1940. À, đây là một cái hầm mộ. Ồ, có cái bóng của ai này? Có đâu? Jones. Cái gì đây? Robert. Chúng ta phải làm cái gì ở đây nhỉ? Ui. Johnson. Chúng ta phải làm cái gì ở đây nhỉ? Hello bạn, Bảo Quân sợ ma. Cảm ơn bạn đã xem livestream của mình. Cái gì đấy? Vãi, có cái quan tài bị xích ở đây này. Cái gì đây? William hay là gia đình Britton? À, William hay còn được biết là đứa con trẻ nhất của gia đình Britton. À, ok. Có vẻ như là chúng ta phải đi vào đây. Đứa con trẻ nhất của gia đình Britton. William 1915, 1917. Ô, ai đây?
cái gì đây? Tí có ai ra hù anh trốn quan tài nha anh. Ok, mấy đứa này duyên ghê ha. Hello bạn, tài lanh chanh. Chúng ta phải đi tìm cái đứa con trẻ nhất của cái gia đình này. Đứa con trẻ nhất. Chắc là đây. Ủa? Đứa con trẻ nhất ở giữa quyển sách và những cái xác bị mục giữa là sao? Ở giữa quyển sách và những cái xác bị mục giữa. Lại chơi cái câu đố gì à? Những quyển sách. Ồ. Ui. Chúng ta lại bây giờ lại đi cậy nắp hộp của người ta hả? Ủa, nó cầm cái gì mà tay để giữa vậy trời? Hello bạn Win Win. Hình như là tay ai cũng để ở cái vị trí đấy thì phải. Cái xác này mất đầu này. Cái xác này không có đầu. Cái xác này thì lại chỉ có một chút xương thôi. À đây, đây rồi, đây rồi. Có cái chìa khóa này. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ quay lại để mở cái cửa này. Cái cửa nào ấy nhỉ? Sao anh khỏe thế? Ừ, công nhận khỏe thật. Đây rồi, đây rồi. Những cái nến này đang được thắp sáng. Có vẻ như là có ai đó đang ở đây. Có ai đó đang ở đây. Chúng ta phải làm gì nhỉ? Có ai đó đang ở đây. Ô, có cái rìu này. À, chặt cái xích này. Ui. Chặt cái xích này anh em ạ. Ui, đẹp trai thế. Cái gì đây? Nhân danh cha và con và những thánh thần Elias. Bây giờ mặc dù là cái con quỷ đã sở hữu cơ thể và linh hồn của ở trong cái thế giới này, nhưng mà từ ngày hôm nay thì con có thể nghỉ ngơi một cách yên bình trong cái giấc ngủ ngàn thu. À, vậy là đây là cái thanh niên, đây là cái người bảo vệ trước. Đây chính là cái anh bảo vệ trước đây. Ôi giời. Anh ấy là hot boy. Vì anh ấy là hot boy thế nên là anh mới tránh như thế này. Chạy ra hả? Chạy. Ơ. Đây rồi. Không biết là còn có đi được đúng đường không đây. Nam Mô A Di Đà Phật. À! Nam Mô A Di Đà Phật. Anh chơi từ nãy không mệt hả? Từ game tai ương giờ tới đàn ông ăn cỏ. Cũng mệt bạn ạ, cũng mệt. Nhưng mà vì khán giả nên là mình vẫn có nhiệt huyết để làm được tiếp. Nào nào nào, anh em ở trong trong chat chúng ta hãy cùng niệm Phật để cho nhân vật này có thể bình an trở về. Hãy quay trở lại cái phòng an ninh. Quay trở lại phòng an ninh. Mình nghe thấy tiếng khóc, mình nghe thấy tiếng khóc.
Có ai đó ở đằng kia. Anh Ong Seo. Anh Ong Seo. Chị ơi. Là ma chứ không phải người. Trời ơi. Đóng cửa này. Xong rồi làm gì nữa nhở? Kiểm tra. Ơ kìa, thằng kia nó lại đào mả nhà người ta lên rồi. Ui. Hãy bọn tao sẽ gặp mày ở dưới địa ngục. Ác quỷ chưa bị chết. Ác quỷ chưa bị chết. Thôi chết rồi, thành dáng ngược. Bây giờ là chúng ta sẽ phải đi. Ok, bây giờ chúng ta sẽ không đi. Hãy rời khỏi cái khu vực này. Rời khỏi cái khu vực này. Đi đâu? Đi đâu đây? Đi làm sao được nhỉ? Đi đâu? À, chui ra ngoài cửa sổ. Được, được, được. Thanh niên này là khá thông minh đấy. Ok, bây giờ chúng ta sẽ phải rời khỏi cái khu vực này. Về nhà với vợ con. Tôi đã chết rồi sao? Ô, vậy là chúng ta chết rồi hả? Cái gì thế này? Chúng ta đang ở đâu đây? Uầy! Đây có lẽ là tất cả những cái số mạng sống mà con quỷ kia nó cướp đi. Là những tù nhân mà thằng đó giam giữ. Chuẩn. Tát một cái chết luôn. Một cuộn băng. Cuộn băng này thì chúng ta phải sử dụng thế nào nhỉ? Trời sáng rồi là ok rồi đấy. Cái cuộn băng kia thì chúng ta phải lắp vào đâu nhỉ? À đây. Này thì vợ con tát cái tình yêu. Nó không có vợ nên nó cay anh ạ. Chuẩn. Mình thì mình cũng chưa có vợ đâu. Nhưng mà thôi thì mình cũng hiểu được cảm xúc của nó mà. Cái này là để làm gì nhở? Không bật tivi được hả? Ủa? Rồi làm gì nữa nhở? Cửa không mở được. Cái gì vậy?
Ồ, phải làm gì nữa nhở? Cửa khóa không đi được. Làm nào để chơi à, để bật cái cuộn băng này nhỉ? Ồ. Phá cửa? Phá cửa kiểu gì anh em? Không phá được cửa. Cảm ơn bạn Yuki đã follow mình. Cảm ơn bạn Xuân Quỳnh đã follow mình. Hello bạn, 27 tháng 9. Không phá được cửa anh em ạ. Mình đang không biết là đi đâu hay là làm gì. Làm nào để nhét được cái cuộn băng vào đây nhỉ? À đây, được rồi. Hello there, viewers. Today's true story is about a man who was hired as a security guard at the Whispering Winds graveyard. However, on the first night, he realizes that the spirits in this cemetery are asking him to destroy the body of a demon-possessed man buried there as it torments them. The naive and unsuspecting guard believes them and burns the body of the demon-possessed man. But he didn't know that the spirits are not visible and everything he saw was of demonic nature. Now, the demon has awakened again and the spirits of Whispering Winds are in torment. Death was the only punishment for this security guard. À, vậy mà mình xin phép dịch lại cho anh em hiểu nhé. Thì là cái cuộn băng này này, nó là một cái bản thu lại của một cái chương trình thời sự. Trong cái chương trình thời sự đấy thì có nói về một cái phi vụ là có một cái người bảo vệ. Cái người bảo vệ này thì chính là chúng ta trực ca đêm ở cái khu vực này và bị một cái con quỷ ám cái nghĩa địa này xui khiến. Và chúng ta đã giải thoát cho cái con quỷ này. Và cái con quỷ này bây giờ nó đang gọi là kiểu tắc quái ở đây. Và cái chết sẽ là hình phạt duy nhất mà chúng ta nhận được. Đó, thế là hết game. Hết game rồi anh em ạ. Mình nghĩ là hết game rồi đấy. À đây này. Cái gì đây? Đừng có nhìn lên. Hello bạn Mie. Cảm ơn bạn Mie đã xem livestream của mình. Thề mình hay bị cái là game mà đã bảo là đừng có làm cái gì là mình sẽ làm cái đấy. Chẳng hạn như kiểu đừng quay ra sau lưng hay đừng nhìn lên. Nhưng mà không biết thế nào, bản năng của mình nó là phải làm trái lại với cả những cái game nó bảo. Cửa không mở được. Hay là chúng ta phải kiểm tra. Ô, trời nắng rồi này. À, tất cả mọi thứ đều ở nguyên cái chỗ của nó. Vậy là chúng ta bị overthinking rồi. Ba cái xác lên giường ngủ rồi. Đúng rồi. Anh mơ rồi. Đúng rồi. Mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ. Con chào bố. Cái đêm trực đầu tiên của mày thì như thế nào? Tao nghĩ mày sẽ là một vị bảo vệ rất là phù hợp ở cái nơi này. Bố ơi, con nghỉ việc. Làm cái gì nữa? Tiền nong nó không phải vấn đề. Quan trọng là mạng sống á, các bạn ạ. Quan trọng đó là mạng sống, tiền nong cái gì? Ôi trời ơi, lại lái xe à? What makes a woman? Anh em có bị say xe không nhỉ? What makes a woman hang her weary head and cry? When she starts to tell her only loving man goodbye. Ôi trời ơi.
Xe này bao say. Nhưng mà say này là say tài xế. Xe này chỉ có say tài xế thôi. All over the USA. Hey, hey, hey. A woman is a woman. Ô, có ai trên cái cầu kia? Racing Boy. Đó, các bạn nhớ nhá, phải tuân thủ luật giao thông. Ủa, cái gì vậy? Ủa? Ơ, bị làm sao vậy nhở? Vãi, nó đè mình ra, nó đá lưỡi luôn. Ok, vậy là video đã kết thúc ở đây rồi. Hẹn các bạn ở các video tiếp theo và các tựa game tiếp theo. Mình là Lucy, hãy cho mình xin một like và một đăng ký kênh nhé. Bye bye.